Rồi, kênh Quang Sứ Tây Ninh xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, chúc một ngày mới vui vẻ, an lành và thật là nhiều sức khỏe nha mọi người. Bữa nay ngày mùng 1 đầu tháng nè, mình chuẩn bị mình bón phân cho mấy cây sứ ở nhà mình á. Đó. Đó, luôn tiện sẵn mình quay chia sẻ với các bạn nào mới bắt đầu chơi sứ đó. Để mình có thể tham khảo được các loại phân để mình áp dụng cho cây sứ của mình nó được tốt hơn nha mọi người. Đó. Bữa nay nhân dịp đầu tháng cũng chúc cho tất cả anh chị em mình mọi việc đều suôn sẻ nha. Vạn sự tốt lành hết nha mọi người. Cây sứ này cây sứ nguyên liệu luôn rồi, sứ Thái nguyên liệu. Sứ nguyên liệu, sứ nó 5 cánh nha mọi người. Đó, gốc của nó nè. Này cây Long Thành, Long Thành đang nuôi trái. Ở đây cây này cũng là cây Long Thành, Long Thành giáng nằm. Đó, sẵn đây mình cũng chia sẻ cái loại phân này á, cho các bạn nào mà mình không có thời gian á, như mình mất công chuyện gì làm á, mình không có thời gian nhiều để mà mình chăm sóc cây sứ của mình á, thì các bạn mình cũng có thể áp dụng để mà dùng cái loại phân này để mà mình bón cho cây sứ của mình nó được tốt hơn nha mọi người. Cái phân này thì ở nhà mình cũng thường rất là thường dùng luôn, nó mình cảm thấy nó cũng rất là hiệu quả nên mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn mới chơi sứ để mình có thể tiện để mình mua để mình chăm sóc cây sứ của mình luôn nha. Cái này là phân nén, phân dynamite nha mọi người. Nếu các bạn mình có thể ra mấy cái tiệm bảo vệ thực vật á, mình tìm mua cái loại phân này. Đó. Mọi người cứ nói là bà phân dynamite là người ta sẽ bán cho mình à. Phân này hình như là mình nếu như mình mua lẻ thì nó nằm giá từ chắc cũng mười mấy ngàn, 13 14 ngàn gì một ký á. Dynamite. Cái này mình chăm sóc cho cây sứ của mình á, trong cái mùa mưa này nó rất là hiệu quả luôn nè. Tại nó là phân tan chậm á. Khi mình bón vô cây sứ á thì khi mà mưa nó xuống á thì nó sẽ tan ra từ từ á, thì cây sứ nó sẽ hấp thu những cái chất đó từ từ. Rất là tiện luôn. Đó, đặc biệt là cái loại phân này nó thích hợp cho các anh chị nào mà mình không có thời gian nhiều á, mình không có thời gian để mà chăm sóc những cây sứ của mình á, thì mình có thể dùng cái loại phân này mình bón cho nó. Cứ mình bón định kỳ cho nó đi. Dùng một tháng là mình bón cho nó một lần. Một tháng là mình bón cho nó một lần nha mọi người. Ví dụ cây nào nó xấu á thì có thể là nửa tháng mình bón cho nó một lần. Còn cây nào mà nó phát triển bình thường á, thì mình cứ một tháng, mỗi tháng thì mình bón cho nó một lần. Nó đối với những cây trung bình á, thì mình chỉ cần mình cho nó một nắm như vậy là được rồi nè. Một ít vậy thôi. Những cây nhỏ nhỏ thì mình cũng không cần phải bón nhiều đâu. Cây nhỏ nhỏ như vậy thì mình bón nó một ít thôi, mình rải vòng đều bên gốc của nó. Rải vòng vòng. Khi mà mưa nó xuống á thì nó sẽ ngấm vô cái phân này nè, nó sẽ tan từ 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 từ. Thì cây sứ nó sẽ nó ăn phân đó, nó ăn từ từ rất là hiệu quả luôn. Đó, mình cứ bón vòng vòng cái gốc của nó đi. Rải đều đều thôi. Dù cây lớn á thì mình cho nó nhiều phân một chút, còn cây nhỏ thì mình giảm số lượng phân lại. Ít lợi. Đó, sẵn tiện quay cái cây sứ này hôm hổm là mình có quay cho các bạn xem là cách mình chiết cành á. Mình chiết cành sứ á, giờ nó lên nó đã ra rễ rồi nè mọi người. Nè. Đó, mấy cái rễ trắng trắng đây nè. Đó. Rễ của nó đã ăn ra tới ngoài đây rồi nè. Để mình quay phía bên hông bên đây nè. Đó, cái rễ đó, rễ trắng nó ăn ra tới ngoài đây luôn nè. Nè, thấy không? Rễ nó ăn ra tới ngoài hết rồi nè. Đó, này mình hình như mình chiết cành nay khoảng chừng nửa tháng à. Nửa tháng rồi nay nó ra rễ bự rồi nè, rễ trắng ra tới ngoài hết rồi. Cái này mình để cho nó lâu đi, cho rễ nó ra nhiều đi, có đầu mình cắt ra, mình đem ra ngoài mình trồng, mình đem ra bầu đất mình trồng.
Đó, còn đối với mấy cái cây bự như vậy thì mình cho nó nhiều hơn một chút, nhưng mà mình cứ rải vòng vòng đấy. Cái này là trời mưa xuống nó sẽ ngấm, nó tan ra từ từ thì cây sứ nó sẽ hấp thu à. Còn ví dụ mà trời nó không mưa thì mình tưới nó cũng nó tan xuống. Rất là tiện luôn cho các bạn mà mình không có thời gian, mình cứ một tháng mình bón cho nó một lần. Cây này thì mình trồng nó nay cũng hơn nửa tháng rồi nè, nay rễ chắc là nó cũng đã ăn rễ ra rồi, bởi bây giờ mình bón phân xuống là cái rễ nó sẽ hấp thu, nó sẽ rất là mau phát triển luôn. Thấy cây sứ này cái rễ có cái gốc đã không mọi người? Cũ nè, đã không? Ngoèo 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 ngoèo. Đó, bữa nay bón phân các bạn mình à, nếu như có thời gian thì nhấn chút ít thời gian cùng mình bón phân cho mấy cây sứ luôn nha mọi người. Này mặt hoa kim lanh nha mọi người. Hoa kim lanh nó nhìn nó cũng dễ thương ha. Này mấy cây sứ trẻ lòng của mình. Mình sẽ rải phân cho nó vòng vòng cái gốc của nó này. Đó, các bạn mình nhấn chút ít thời gian cùng mình ngắm cây cho vui nha mọi người. Cái phân này á thì mình cũng có thể là mình ngâm nước á mọi người. Mình ngâm nước cho nó tan ra rồi mình tưới cho nó thì cây nó sẽ hấp thụ nó nhanh hơn nha mọi người. Nhưng mà cái này trong mùa mưa thì mình không cần phải ngâm nước, mình cứ rải lên gốc vậy đi thì cây nó sẽ ăn từ từ. Cho em cóc này nó ăn luôn. Rải vòng vòng gốc này. Sứ ngập bằng nó ra bông đẹp không à, trắng tinh luôn. Cây kỳ duyên mình dính này, trong đây mình gieo hạt nó lên này. Đây em cá chép cũng cho nó ăn vài hộp luôn. Cây này cây thần tài đúng không mọi người? Quà của nó nè. Đã không? Tài nở qua chùm chùm luôn. Chùm chùm bông luôn. Thank you.
Nó mấy cái này, cái đầu này là bị mấy con sâu nó ăn nè, mấy cái đốm đốm đen đen này nè. Nó mình ra mình thấy mấy cái đọt á mà nó có bị đốm đốm như vậy là chỗ đó có sâu á nha người, là mình bắt sâu liền chứ để không nó ăn là coi như là trụi hết luôn. Đã rồi, cảm ơn các bạn mình đã xem nha, đã cố gắng xem theo dõi mình, rất là cảm ơn luôn. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Rồi, cũng chúc tất cả anh chị em mình có một đầu tháng mới mọi việc đều suôn sẻ nha mọi người, rồi, vạn sự tốt lành. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại lần sau nha.